Thưa quý vị, Công an tỉnh Tiền Giang đã đưa một nam thanh niên vào Bệnh viện Quân y 120 cấp cứu sau khi người này nhảy cầu Rạch Miễu tự tử. Sau khi nhảy khỏi cầu, nạn nhân được một xà lan đi ngang qua vớt lên đưa vào bờ. Sau đó tiếp tục định nhảy cầu lần nữa thì được can ngăn. Theo điều tra ban đầu, nam thanh niên này ngụ xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Lý do nhảy cầu là do buồn chuyện gia đình. Đối tượng Nguyễn Bá Lạc sinh năm 1960, trú ở xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị công an tỉnh Phú Yên bắt giữ. Từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2017, Lạc hứa xin giúp giấy phép khai thác cát, sỏi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đã lừa 3 nạn nhân lấy tổng cộng gần 1 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn. Công an phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thọ Hồ, 27 tuổi, quê ở Nghệ An, về hành vi cướp giật trong khu dân cư. Trước đó, Hồ đi đường thì gặp một phụ nữ đang nghe điện thoại nên ra tay cướp giật, sau đó bị đội hiệp sĩ đường phố bắt giữ. Tại cơ quan công an, Hồ còn khai nhận đã thực hiện thành công nhiều vụ cướp giật khác trên địa bàn. Công an tỉnh Kiên Giang vừa triệt xóa một trường gà lớn tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất. Tại hiện trường, lực lượng đã tạm giữ 17 đối tượng, gần 200 triệu đồng, 10 con gà, 26 chiếc xe máy và nhiều công cụ phục vụ cho việc đánh bạc. Được biết, ổ đá gà này đã tồn tại nhiều tháng qua với thủ đoạn hết sức tinh vi, nhưng thường xuyên thay đổi địa điểm, có phân công người cảnh giới. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phải báo cáo về vụ việc công ty may mặc 100% vốn Hàn Quốc KL Textile Vida, chủ doanh nghiệp vắng mặt nhiều ngày, đóng cửa, hàng ngàn công nhân không có việc làm. Theo đại diện của Ban Quản lý Khu công nghiệp Đồng Nai, đơn vị này đã liên lạc được với Phó Tổng Giám đốc người Hàn Quốc của công ty này. Bảo hiểm xã hội Đồng Nai cũng đã trả lại gần hết các sổ bảo hiểm xã hội cho công nhân để họ thuận tiện khi xin việc làm mới. Chỉ còn 80 sổ của các công nhân đang nghỉ thai sản nên chưa vào nhận. Hiện tỉnh Đồng Nai đã vận động và đã có 10 doanh nghiệp sẵn sàng tuyển dụng các công nhân chưa tìm việc làm mới. Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai sẽ có thông tin tiến độ xử lý vụ việc đến người lao động. Công ty Taxware Vida đang nợ lương công nhân hơn 13 tỷ đồng và nợ bảo hiểm xã hội hơn 17 tỷ đồng. Gian lãnh đạo doanh nghiệp bỗng một ngày không thấy đâu. Như tụi em giờ có xin đi công ty khác cũng không có được. Tử vong đứng đây mà chờ cái lời trả lời của bên công ty, bên nhà nước, các đoàn thể, người ta có thể giúp được cái gì cho mình. Hàng ngàn công nhân bơ vơ, mất lương, mất chế độ bảo hiểm. Những khoảng trống quản lý đằng sau câu chuyện chủ doanh nghiệp bỏ trốn. Tháng 12, công đoàn công ty Textwell Vina vẫn còn thông báo đến toàn bộ công nhân thời gian làm việc sau Tết. Hai tháng sau, ngày trước Tết, thời điểm mà đồng lương đặc biệt quan trọng với công nhân, toàn bộ dàn lãnh đạo công ty người Hàn Quốc không thấy đâu, để lại khoản nợ lương hơn 13 tỷ đồng của gần 2.000 công nhân và 17 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội. Làm đây 12 năm rồi, nhưng mà bây giờ công ty này đóng cửa, mà bây giờ chỉ sợ mất nhiều thứ tiền, tiền trợ cấp thôi việc, rồi tiền thất nghiệp, rồi tiền bảo hiểm xã hội, rồi tiếp tới đây là không có việc làm. Rất là lo lắng, mà bây giờ chị là một lao động chính trong gia đình. Chị xin công ty khác, nó có tàu bảo hiểm. Thì bảo hiểm chị vô được 3 năm, nó chốt mới có 2 năm mà. Textwell Vina đã nằm trong danh sách các doanh nghiệp quy mô lớn chậm nộp bảo hiểm từ đầu năm 2017. Theo đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, công đoàn cơ sở đã chưa thông tin kịp thời tình trạng doanh nghiệp. Công đoàn ăn lương của chủ, trên thì có một phần nói giới hạn về mặt thông tin. Không được tham gia quản lý, không được tham gia các vấn đề khác do chưa có nắm hết thông tin. Cho nên dẫn đến chưa báo cáo kịp thời cấp trên để có hướng xử lý kịp thời. Tổ chức công đoàn thì hiện nay chúng ta đang vướng như là về hai vấn đề. Thứ nhất, chúng ta đang vướng về mặt tài chính. Tức là cái người mà phụ trách về công đoàn lại phụ thuộc vào vấn đề về liên quan tài chính đối với doanh nghiệp. Có thể lương do chính bản thân doanh nghiệp đó trả, hoặc cái quyền lợi, phúc lợi nào đó lại liên quan đến doanh nghiệp. Đặc điểm thứ hai là về mặt tổ chức cũng liên quan đến doanh nghiệp. Vì vậy, thực chất ra cái người mà chủ tịch công đoàn hay người đứng đầu công đoàn cơ sở, họ không đủ dũng khí hay không đủ cái trách nhiệm để họ tự đứng ra mà bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Trước đó vào năm 2017, Đồng Nai cũng đã có khoảng 26 doanh nghiệp bỏ trốn, gây ảnh hưởng đến đời sống của hơn 2.900 công nhân. Phó giáo sư, tiến sĩ Võ Trí Hảo cho rằng, quy định người có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được hiểu là công ty, doanh nghiệp thì chưa chặt chẽ. Vì khi có chuyện xảy ra, áp dụng chế tài hình sự không gây được áp lực nghĩa vụ với cá nhân, cụ thể như chủ tịch hội đồng quản trị hay là giám đốc làm thuê.
trách nhiệm hình sự cũng không truy cứu được đối với ông giám đốc, thì ông giám đốc sẽ giúp sức cho ông chủ che giấu các hành vi trốn đóng bảo hiểm này. Một câu hỏi đặt ra là tại sao chủ doanh nghiệp không làm thủ tục phá sản để giải quyết nợ nần mà lại quyết định bỏ trốn? Họ thấy việc giải quyết bằng giải thể phá sản nó phức tạp quá, luật của mình phức tạp quá nên họ giải quyết xong về giải thể phá sản họ chẳng được thêm lợi ích gì cả mà tốn kém thời gian công sức tiền bạc. Sau khi bỏ trốn thì hiện nay đối với các doanh nghiệp FDI thì rất khó khăn, bởi vì khi họ bỏ trốn ra nước ngoài rồi thì giả sử như cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam khởi tố thì tùy thuộc từng quốc gia, không phải quốc gia nào chúng ta cũng có thể tiến hành dẫn độ người đó trở về Việt Nam để chịu trách nhiệm hình sự trước tòa án Việt Nam được. Để khép lại khoảng trống này, theo tiến sĩ Võ Trí Hảo, cần có đàm phán với các quốc gia có doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam tham dụng lao động nhiều, ký kết các hiệp định về dẫn độ tư pháp để khi có vi phạm trốn đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ bị dẫn độ về Việt Nam xử lý. Ngoài ra, cần có luật định các cá nhân này sẽ không được quay trở lại Việt Nam tiếp tục thành lập doanh nghiệp hoặc quản lý doanh nghiệp. Các doanh nghiệp, các chủ thể liên quan có nghĩa vụ đóng bảo hiểm mà chậm đóng trong vòng 3 tháng thì coi như có dấu hiệu bỏ trốn. Hoặc là trong trường hợp vẫn đóng đúng hạn nhưng mà tự nhiên cái số tiền mà họ đóng tự nhiên sụt giảm quá 30% thì sẽ phải đưa vào danh sách đỏ để rà soát. Bởi vì nếu như mình chỉ thuần túy dừng rằng là ngưng đóng bảo hiểm thì họ đối phó rất dễ. Họ không ngưng, 100 suất họ vẫn đóng đều đặn nhưng mà chỉ 5 suất thôi thì không có dấu hiệu đó là ngưng. Cho nên dẫn đến là nếu mà sụt giảm đột ngột thì phải coi như là đấy là dấu hiệu. Khi người lao động thấy cái hiện tượng bị nợ lương kéo dài và có hiện tượng việc làm nó phập phùng, nó không có liên tục, bảo hiểm xã hội không làm nghiêm túc, có vấn đề thì ta có thể nghi ngay được rằng nó sẽ có dấu hiệu nó bỏ. Ví dụ một doanh nghiệp nợ thuế kéo dài thì rõ ràng sức khỏe về tài chính đối với doanh nghiệp đó có vấn đề. Như vậy thì từ đó cơ quan thuế có thể liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội, với tổ chức công đoàn để xem xét xem rằng là cái ông doanh nghiệp này ông đang bị vướng vấn đề gì, để từ đó có biện pháp để mà đảm bảo. Cần lấp khoảng trống trong quản lý để các doanh nghiệp FDI thấy rằng Việt Nam có nhiều chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng phải có những ràng buộc để doanh nghiệp phải có trách nhiệm với người lao động, có muốn bỏ trốn cũng sẽ không trốn được, và nếu có trốn được thì sẽ bị xử lý, và từ đó sẽ loại bỏ được những nhà đầu tư chỉ muốn hưởng xong các ưu đãi rồi rút. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta được biết, trà sữa là loại thức uống của rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, phải không Thanh Nha? Và có một thời gian thì các thành phần làm nên trà sữa đã bị rất là nhiều người tiêu dùng lo lắng. Và bốn từ trà sữa nhà làm bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường nhằm để trấn an và lấy lại lòng tin của mọi người. Tuy nhiên, cái việc uống trà sữa có an toàn hay không không phải là chỉ riêng về cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn ở cái cách dùng của chúng ta. Để hiểu rõ về loại thức uống này như thế nào và cái cách dùng an toàn ra sao thì chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Một ly trà sữa đạt chuẩn sẽ là nguồn cung cấp nước, đường, chất xơ và chất dinh dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đó thì việc kết hợp các loại thực phẩm này với nhau có hoàn toàn tốt. Thành phần chính của trà sữa là sữa, là cái mục đích chúng ta dùng để cung cấp bổ sung thêm cái chất canxi để cho xương chúng ta vững chắc, cho răng chúng ta trắng chắc khỏe vân vân. Nếu mà chúng ta sử dụng canxi này mà chung với trà thì trong trà sẽ có cái chất khác, đó là tannin. Thì tannin sẽ làm ức chế hấp thu canxi này và làm cho cái việc hấp thu cái chất khoáng canxi ở trong sữa không có nhiều. Chất tannin ở trong trà sữa nó có thể ức chế hấp thu không chỉ canxi mà còn là chất sắt trong thức ăn nữa. Chẳng hạn như mình ăn một bữa ăn nó có thịt bò, thịt heo hay là cá mà đỏ mà nó có chất sắt, thì cái chất trà tannin này cũng hạn chế hấp thu chất sắt này và làm chúng ta dễ bị thiếu máu. Rồi tannin này cũng làm chúng ta dễ bị táo bón nữa. Tùy vào cơ địa và sự hấp thụ dinh dưỡng của mỗi người mà có những tác hại khác nhau. Để trà sữa trở thành thức uống an toàn cho sức khỏe, chúng ta nên có kế hoạch dùng và liều lượng dùng hợp lý, tránh lạm dụng quá nhiều loại thức uống này. Nếu chúng ta sử dụng trà sữa thì đây là một cái loại nước uống, không phải là bữa ăn chính. Và như vậy thì chúng ta chỉ sử dụng tối đa là một ly trong một ngày là vừa đủ, và một tuần thì chỉ nên là 2-3 ly. Nếu với điều kiện là cái trà sữa này phải đảm bảo đạt cái tiêu chuẩn an toàn cho thực phẩm.